Hướng tới ngày hội non sông, bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, các thi sĩ trên địa bàn tỉnh đã sáng tạo những tác phẩm đặc sắc, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân, kỳ vọng vào thành công của cuộc bầu cử. Với cờ bay dập sắc hồng. Để khích lệ tinh thần của các tầng lớp nhân dân, các hội nhóm, câu lạc bộ thơ trên địa bàn tỉnh đã sáng tác hàng trăm bài thơ đa dạng phong phú ở các thể loại, trong đó nêu rõ quyền lợi cũng như trách nhiệm của mỗi cử tri khi cầm lá phiếu trên tay. Đó là làm sao lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Mỗi bài thơ khai thác những lát cắt, những khía cạnh khác nhau của cuộc bầu cử, nhưng tất cả đều toát lên niềm tự hào, trách nhiệm của cử tri và sự tin tưởng của những đại biểu dân cử. Với những đóng góp thiết thực của các thi sĩ, với mong muốn cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. 2021 tưng bừng cờ hoa. Tháng năm ngày ấy 23, chính quyền 4 cấp nước ta dân bầu cử tri. Bận đến đâu ngày hội bầu cử ân sâu nghĩa.